còn em bé la hổn đâu có được ăn kẹo, đâu có được mẹ ba mẹ cho mua đồ chơi đâu. Mình phải nói chuyện với ba mẹ mình một cách đàng hoàng. Mình phải nói chuyện nhỏ nhẹ với ba mẹ mình. Trò chơi mẹ ơi, trò chơi cờ quá quá trời chi hết rồi. À, muốn quá trời đồ chơi hết rồi luôn hả? Dạ. Không muốn đồ chơi màu gì mà, nhưng mà nè, trước màu pink, màu blue, màu pink, màu gì á? Màu pink màu blue hả? Nhưng mà trước khi mà mua đồ chơi là con phải là ngoan nghe chưa? Ok. Dạ mẹ. Dạ mẹ. Mẹ. Con nói đi, con hứa con sẽ ngoan. Nói đi, con hứa con sẽ ngoan. Nói đi con. Mẹ bị đau chết. Hả? Bị đau chết. Bị đau chết. Rồi ngồi đó đi, tới đây nè, tới nơi này nè. Tới nơi này đi xuống nè, ở trong chỗ nó có kẹo đó. Không, không kẹo nữa. Chị kẹo xe chậm. Con muốn gì, con không muốn ăn kẹo hả? Chị hết ăn kẹo. Đó ông, chị chơi. Chơi phải không? Dạ, không kẹo nữa. À, không ăn kẹo chỉ muốn đồ chơi thôi hả? Trời ơi. Bị nắng quá. Bị nắng quá chừng. À, chừng bị nắng quá đâu có sao đâu. Để nắng chút thôi chứ đâu có sao đâu. À, con chỗ này con có được đi vô không? Sao kỳ vậy? Mẹ hát nắng rồi. Hả? Hát nắng rồi. Hết nắng rồi hả con? Hết nắng rồi. Đừng có nói tới cái chỗ này không được đi vô nha. Buồn 5 phút đó. Ok. Con hả? Rồi con ngồi im đó để mày làm việc nha. Nắng con chơi. Chị ăn gì chay? Chị ăn chung bát rồi chị hoa măng. Hoa măng. Hoa măng mẹ ơi, hoa măng. Sao không ăn ngon không? Chị ăn hoa bị cá phô. Sao? Bị cá phô. Bị cá phô hả? Con nói mẹ ơi cẩn thận. Mẹ con gì á? Con chim. Mẹ một con chim, hai con chim. Mấy con chim? Mấy con chim? À chim. Chim gì á? À mẹ, mẹ ơi mẹ chim. Điểm đây. 1 2 3 4 5. Mấy chim rồi? Mấy chim rồi? 1 2 Mấy chim rồi? Mất tiêu gì? Mất tiêu. Sao bé đi ra vậy? Con? Tai dím. Cái tai dính gì? Tai dím nè nè, tai dím. Tai dính cái gì? Nắng quá rồi xích vô. Xích vô, xích vô. Hơi hết nắng. Ok. À, hết nắng ok. Con có thương mẹ không? Ừ. Con có thương mẹ không? Dạ. Không mẹ miếng, không mẹ một mình. Không bóp. Không ba mẹ ơi, không bóp bên này. Không mẹ một mình. Trời, cái gì vậy? Cái gì vậy? Là à, hai ngón tay hả? Two, đúng rồi. Nói nghe nè, mình đang đi đâu vậy? Ở gì? Mình đang đi đâu? Ở gì? Cái gì là đi finger where you? Không, không mẹ miếng à? Không mẹ cái đi. Không mẹ máy. Không mẹ máy. Hả? Nắng quá trốn hả? À, nắng quá là trốn vậy đó hả? Rồi, ngồi xuống, hôn mẹ cái. Ủa? Ơ, hôn cho chú cái. Hôn con chú cái đó hả? Trời ơi, hôn con chú cái nữa. Chịu đời nổi không? Hôn mẹ miếng nữa, hôn, 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 hôn tình cảm vô, hôn mãnh liệt vô. Con có thương mẹ không? Dạ. Dạ có mẹ. Dạ có mẹ. Thương mẹ để đâu á? Thương mẹ để đầu. Để đầu hả? Còn con có thương ba không? Dạ. Dạ có mẹ. Dạ có mẹ. Con thương ba nhiều lắm. Dạ thương ba bà nhiều lắm. Thương ba để đâu? Thương ba để
thương ba đẻ trên mẹ hả? Dạ. Rồi con có thương cô chú không? Dạ. Con nói đi, I love you chú cầm. I love you cầm. Trời ơi, không nữa hả? Trời ơi đúng rồi, màu rệt. Rồi con nói cho bà ngoại nghe, con có thương bà ngoại không? Dạ. Có thương ông ngoại không? Dạ. Làm gì ạ? Con ghi đồ. Chạy lên mẹ trốn. Chạy lên mẹ trốn hả? À con ghi ghê chạy lên mẹ trốn. Cái gì con? Rồi đi vô trốn đi. Diễn gì mà diễn dữ vậy không biết. Rồi hết rồi, hết ghê rồi. Nè, mẹ nắng quá hả? Bây giờ mẹ hỏi chay nè, chị có thương Bali với Vincent không? Dạ. Có cho Bali với Vincent đi bâu không? Dạ. Sao vậy? Dạ, đi bâu. Chị đi bâu thôi hả? Dạ. Thì sao không cho Bali với Vincent đi vậy? Hả? Dạ, có cho bà ngoại đi không? Không. Có cho mẹ đi không? Dạ. Có cho ba đi không? Không. Thôi bây giờ mẹ nói con. Ủa không cho ba đi hả? Dạ. Nói nghe nè, bây giờ mày nói nè, thôi cho bà ngoại đi bâu với mình nha. Không. Đi cho bà ngoại đi với. Không. Sao không? Ủa sao con này sao ngộ ghê, sao xinh. Cái hình như cái ý của nó là cái người nào mà không đang đi là không có cho đi hay sao? Màu green ở dưới. Màu green ở dưới hả? Dạ. À đấy, nó chỉ nước màu xanh á. Ngộ ghê, hình như không có cái người nào trên thuyền là nó không có cho người đó đi. Không phải, mẹ dạy con biết bao nhiêu lần rồi, con đâu phải nói mẹ ơi cho con. Mẹ cho con. Chứ không có được nói mẹ ơi đưa đây, nói vậy là hổn. Không, không hổn. Không hổn nữa phải không? Không hổn nữa thì đừng có nói vậy nghe chưa. Dạ mẹ. Dạ mẹ. Thôi ngồi dậy đàng hoàng. Nhưng mà bây giờ mẹ nói cho nghe nè. Bây giờ á, mẹ hỏi con á là có cho ai đi boat không á, có cho ai đi tàu không á, thì con nói phải nói là dạ có. Dạ có. Rồi bây giờ con có cho bà ngoại đi tàu không? Không. Hả? Mẹ mới dạy mà, mẹ nói là mẹ nói có cho bà ngoại đi tàu không? Không. Con nói là dạ có. Dạ. Không. À... Có cho Tâm đi tàu không? Chưa không? Hả? Có cho chính đi tàu không? Hả? Sao vậy? Chạy. Mẹ nói là mẹ dạy con là dạ có. Thôi giờ ăn kẹo nè. Nãy giờ hành hạ nhiều rồi nè. Mà có cho bà ngoại đi tàu không? Mẹ con gái. Không, để mẹ lấy cho. Mà con có cho bà ngoại đi tàu không? Không. Trời ơi, nó nhất định nó không cho đi là không cho đi. Không hiểu nó ra cái đầu đó ngày nghĩ gì luôn á. Không chịu đâu. Sao không chịu? Không. Cho bà ngoại đi tàu cho vui, cho đông người mới vui chứ. Không. Có cho Út đi không? Không. Ừ nhớ nha. Nhớ nha. Không muốn làm. Vậy là mẹ nói Út là khỏi mua make up, khỏi mua son môi luôn. Có cho bà ngoại đi tàu không? Dạ. Rồi giỏi. Có cho ông ngoại đi tàu không? Dạ. Giỏi. Có cho ba Ly với Bình Sình đi tàu không? Dạ. Có cho ba Bảo với mẹ Ngân đi không? Dạ. Có cho Út đi không? Dạ. Có cho ai Tâm đi? Cho ai? Ai Tâm đi. Cho Tâm đi nữa hả? Có cho Chính đi không? Dạ. Có cho Tùng đi không? Dạ. Giỏi. Có cho Bao Là với Su đi không? Dạ. Giỏi. Như vậy mới được. Không cho Su đi chơi. Hả? Không cho Su nữa. Không cho Su đi nữa hả? Sao vậy? Chơi. Ừ, không có cho Su bác sĩ đi hả? Dạ. Có cho ông già đi không? Không. Không cho ông già đi hả? Có cho bà Nhung đi không? Không. Sao vậy hả? Vậy. Con nói dạ có. Không. Nói đi con, dạ có. Không. Không dạ có nữa. Không dạ có nữa hả? Tại sao vậy? Ấm mami. Rồi muốn riêng pháp phải không? Rồi không. Mày cho con nè. Khoanh tay lại. Dạ. Dạ mẹ. Dạ mẹ. Con cảm ơn mẹ nhiều. Cảm ơn mẹ nhiều. Rồi được rồi. Ai mua? Mày liếm. Trời ơi, con cứ quỳ xuống là ngồi xuống nó liếm cái ngón chân nó, rồi nó hỏi ai liếm. Không lẽ mẹ liếm. Rồi con nói con cảm ơn mẹ nhiều. Cảm ơn mẹ nhiều. Mẹ ai liếm? Con liếm á chứ hai. Cho mi liếm. Còn con liếm chân con vậy hả? Dạ. Ủa, con liếm.
đi con. Mẹ đã nói rồi, con nói mẹ ơi cho con. Rồi khoanh tay lại. Dạ mẹ. Giỏi. Mau đi mau gì? Mà pin. Ai mua? Ba mùa. Ba mùa đúng rồi, mẹ cho con á. Hả? Trời. Ăn là mình phải bỏ công bỏ sức ra mới được ăn nghe chưa chay? Bỏ công bỏ sức ra ăn cục kẹo mới xứng đáng nghe chay. Em bị đau chết nè, cá cá lên ghế ngồi. Lên đây ngồi nè. Lên đây ngồi nè. Lên đây ngồi cho xuất thần chơi. Ngồi đó. Ngồi lên. Mẹ ơi cho con. Con. Rồi, lên ghế ngồi. Muốn hỏi mẹ hả? Dạ. Trời ơi, mẹ đã qua đây để ngồi mẹ cứ quay con cho cô chú con còn ngồi mẹ nữa. Không. Xin chào đây. À mẹ xin qua đây hả? Ok. Không. What? Kathy's got a boat. Yeah, I told you she got it this morning. How did you see her? No, okay. Yeah, I saw it this morning. Ngon con? Anh mẹ ngon con. Con cảm ơn mẹ chưa? Đó, mẹ đi làm kiếm tiền mua kẹo cho chay đó. Đúng 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 cho chú. Hả? Ai liếm cho chú? À, con muốn cô chú liếm thử hả? Dạ. Rồi cho cô chú liếm đi. Không. Sao vậy? Sao ích kỷ nhỏ mọn vậy? Không. Không cho. Trời ơi, không cho. Nó không cho liếm nữa. Không cho cô chú liếm nữa hả? Sao ích kỷ? Sao ích kỷ vậy? Can we share? No. Can we share? No, muốn cho. Please. No. We can share. Sharing makes us all happy. We can share. Sharing makes us all happy. Sharing is caring. Oh, sharing is fun. No. Đó. Nè, mẹ bỏ này xuống đi, bỏ này xuống đó, đổ nè, thấy chưa? Thấy chưa? Đây cậy đổ. Không cho cô chú nữa. Không cho cô chú nữa hả? Mẹ cầm giùm cho. Không. Không cầm giùm nữa. Con nói chuyện vậy là bữa giờ cô chú nói con hổn nó nghe chay nha. Bữa giờ cô chú nói. Dạ. Mà phát khờ. Con có biết là cô chú nói là chay là càng lớn càng hổn không? Mẹ màu phát khờ. Màu phát khờ là màu tím á hả? Mẹ màu tím sệt. Màu này màu gì đây? Màu phát khờ à, màu bubble juice đúng rồi. Oh, you're not sharing it? Yeah. She's telling you that she's not gonna share the juice and the candy with me? With the viewer. With the fans? Oh, okay. Can we share? No. When I sing can we share, she say no. Chị ích kỷ nhỏ mọn quá. Are you sure we don't want to share? Này cái lớn đòn dài dài đòn cái đấy nó ốm lại ha. Hả? Con muốn ngồi mẹ hả? Yeah. Cái gì mà cứ dính vô hoài vậy? Ai chị cho mẹ. Hả? Đi. À đi qua đây ngồi con hả? Ngồi bên kia ướt không ướt. Ngồi bên kia không ướt hả?
sao? Ở đồ chơi quá trời chơi luôn. Ờ, đồ chơi quá trời đồ chơi luôn. Đồ chơi bên kia. Đồ chơi bên kia làm sao? Đồ chơi bên kia. Hết trời chơi bên kia rồi. Hết được. Đó. Đó. Nhìn thẳng. Ôi mẹ. Mẹ con gì á? Con gì á? Mấy chú đang lái kayak. Kayaking. Yeah, kayaking. JD, you see it? Can you put it down, please? No. Are you kidding, mommy? Bỏ cái hộp nước xuống. Không. Sao không bỏ? À, chạy dính vô miệng. Chạy dính vô miệng hả? Chạy dính. Bây giờ mày nói cho chay nghe nè. Bây giờ á, chay bỏ cái hộp này xuống để không mấy một chút nữa nó đổ ra hết nước là mình không có còn juice để mình uống đâu á. Bên kia. Đúng rồi, con xuống con để bên kia giùm mẹ đi. Ok. Mẹ bỏ nha, mẹ bỏ bên kia nha. Không cầm. À, thì thôi con để đó đi, con để đó đi đúng được. Đừng có cầm nữa. Ok, chị Đức. Giờ cái tuổi này nè, cái tuổi này chuẩn bị lên 3 đó. Là nó là cái như vậy đó. Phải dùng những cái từ ngữ, phải dùng những cái thuật nói chuyện rồi cái ấy phải làm sao cho nó nghe vừa tai chứ không mấy. Nên là cô chú lâu lâu mới thấy là chay quậy, cái xong cái đỡ đỡ quậy, cái xong cái quậy lại. Ủa làm gì? Làm gì? Nên là cái độ tuổi này là chuẩn bị lên lên 3 rồi mà. Nên là cô chú sẽ thấy chay chuẩn bị khủng hoảng. À, sit. Đúng rồi, ba chạy là con phải ngồi đàng hoàng nghe chưa? Có chừng dạ mẹ. Dạ mẹ. Không mấy là mình té nghe chưa? Ok. Dạ mẹ. Khủng hoảng, khủng hoảng tuổi lên 3. Tuổi này mà mình cương với nó là nên là nó cương lại á. La nó là nó la lại á. Con này phải tuổi càng nó càng cái tuổi này là phải càng nhỏ nhẹ, càng ấy với nó. Sự mà khác với trước hay là quậy hơn hay là hổ hay là sao sao thì Ngọc cũng thấy Ngọc đón nhận cái này là một cái chuyện bình thường, không có gì mà phải stress về nó. Chuẩn bị tâm lý nó cũng hoảng mà giống như tuổi dậy thì vậy đó. Đúng rồi, chơi đúng rồi, giống như tuổi dậy thì mong mốt lên tuổi dậy thì còn mệt nữa, mà mong mốt lên tuổi dậy thì mẹ đâu có mẹ không có có mẹ biết thân con quá hả? Mẹ biết mầm quá à, mà pin ừ. Mà pin dơ lắm rồi, màu pin dơ lắm hả? Dơ cho mà pin dơ lắm bây giờ chứ hả? Pin dơ rồi, pin dơ bụng rồi, bụng dơ rồi hả? Dơ rồi, áo áo dơ hả? Dạ áo dơ dài, áo chi dơ rồi hả? Dạ.